Quý cô bác và anh chị kính mến, Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, có nhiều vận may ập đến bất ngờ, trúng số đổi đời, xứng tầm đại gia, tiền bạc ùn ùn đổ về như thác lũ. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, đó chính là nội dung video như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác. Sự thật tuyệt vời, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, thần tài báo mộng, đắc tài đắc lộc, tiền của bao la, giàu có tiếng cả một vùng, đúng từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Quý khán giả thân mến, chúng ta thường hài lòng với những gì mình có được và tiếc nuối khi đánh mất nó, tự hào và hạnh phúc khi thành công, tiêu cực và buồn tủi vì thất bại. Đầy người như gió thoảng mây trôi, có được thì cũng mất được. Vậy nên được mất là quy luật tự nhiên, con người cần có tâm thái rộng mở để đón nhận của cuộc sống. Phúc số của mình được trời ban cho 7, thì mình sẽ được hưởng 7 phần. Nếu mình tu dưỡng tốt, thì có thể lên 8 phần, cũng có thể còn 4 hoặc 5 phần. Do mình hủy hoại đi cái phước, thế nhưng hiểu mệnh và biết mệnh có thể khiến con người ta thuận theo hoặc hóa giải khéo léo những hung hạn mà tương lai đổ xuống. Trong video ngày hôm nay, quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu vận số của con giáp tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024, từ đó nắm rõ mệnh số của mình sẽ ra sao. Từ nay đến rằm tháng cô hồn đặc biệt này quý khán giả nhé. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ 3. Trong chuỗi này, loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh, hoặc được gọi một cách dân giả là ông cọp. Hổ tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ. Người tuổi Dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị du khống. Nhìn chung, những người mệnh tuổi Nhâm Dần 1962 cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Nhâm Dần thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý của sống gia đình đầm ấm và yên vui. Họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu hay làm bất kỳ việc gì thì trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Nhâm Dần thường sống ngay thẳng, chân thật, không mấy khi nói chuyện lòng vòng sâu xa mà không giấu giếm suy nghĩ thật của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng, không chút phần đục. Tuy nhiên, đôi khi họ lại tỏ ra mình là người ham tiền bạc, hay chỉ trích người khác, châm bàn tán chuyện thị phi, lại thiếu nhẫn nại hay dựa dẫm vào người khác, không giỏi xã giao, lại thêm bản tính quá cương trực, ghét nói chuyện đẩy đưa, nên ra ngoài xã hội rất dễ gặp chuyện mâu thuẫn với mọi người, bị mọi người ghét bỏ, xa lánh. Đời sống tình cảm khá ổn định, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc yếu đuối, bị cảm xúc chi phối quá nhiều. Sự nghiệp của người tuổi này khá phát triển, bởi họ làm việc cực kỳ nghiêm túc và chuyên tâm, chỉ cần định rõ mục tiêu là sẽ dồn hết tâm sức để thực hiện. Tuy nhiên, nếu gặp phải khó khăn thì họ dễ bị xuống tinh thần và mất đi sự tự tin. Người tuổi Nhâm Dần là người vui tính, tốt bụng và dễ hòa đồng. Họ hào phóng, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi gặp khó khăn, sẵn sàng động viên an ủi. Họ luôn là nguồn động viên khuyến khích người khác phát triển. Thái độ chân thành của người tuổi Nhâm Dần sẽ giúp họ giành được sự giúp đỡ từ khắp nơi. Họ chưa yêu cầu hay nhờ cậy thì đã có người tự nguyện đến trợ giúp.
Còn khi họ có khả năng giúp đỡ ai, họ quyết không khoanh tay đứng nhìn. Nhờ phẩm chất này mà họ được mọi người tôn kính, tin tưởng. Họ sẽ không ngừng tạo ra hết kỳ tích này đến kỳ tích khác. Phía sau vẻ oai hùng, người tuổi Nhâm Dần còn ẩn chứa một sức mạnh kiên định. Chỉ cần có cơ hội thì họ sẽ ngồi vào ngôi báo của bậc quân vương. Nhâm Dần 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi. Họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Nhâm Dần luôn dịu dàng, biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình. Tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì, khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo. Nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu, song hành chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với mệnh tuổi Nhâm Dần cũng vậy. Ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu, chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán, nhưng lại hung hăng bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác, cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước. Nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi Hổ rất được lòng mọi người. Họ thông minh, nhân hậu, có cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người. Vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể. Đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Nhâm Dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực khắc nghiệt của công việc. Họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, có quyền lực trong tay. Người tuổi Nhâm Dần được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt. Dù là làm kinh doanh hay làm công sở thì đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, mệnh chủ hành xử nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cần. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Theo tử vi, vận mệnh của Nhâm Dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn. Để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, bạn cần phải luôn ghi nhớ, phải thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. Nhâm Dần có một cuộc đời gặp khá nhiều sự may mắn. Khi tuổi còn nhỏ, số mệnh chủ tuổi Nhâm Dần đã có phúc đức, cho nên cuộc sống cũng sẽ có nhiều cơ hội thuận tiện. Để có thể hoàn thành sự nghiệp dễ dàng hơn, ở trung vận thì đã có thể thấy được kết quả của sự nghiệp, về hậu vận thì sẽ được thảnh thơi, an nhàn và sung sướng. Có kết luận chắc chắn rằng tuổi Nhâm Dần sẽ gặp được rất nhiều may mắn trong cuộc đời, không mấy khi gặp cực khổ hay sự rủi ro, mà trái ngược lại được hưởng nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nữ mệnh tuổi Nhâm Dần có cuộc đời thời tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp. Vào tiền vận, nữ tuổi Nhâm Dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn. Công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi thì lên cao khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nam mệnh tuổi Nhâm Dần là người có trí tuệ, có vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm. Họ thật thà chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối lợi dụng ai. Giữa đám đông, họ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh. Dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực mệt mỏi trong cuộc sống. Càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Nam mệnh có nhiều tự tin nơi tài trí của mình, ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây bắt đó, đứng núi này trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động. Từ đầu tư sự nghiệp cho đến gia đình, với dáng bóc rất thanh tú, nói chuyện vui vẻ, được lòng người, đã góp phần lớn gia ưu sự thành công trong thời tiền vận. Nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn là làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn phải buông ba trôi nổi nhiều nơi, trung niên mới tạm ổn định. Nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật mà đối xử thì sự nghiệp càng hưng thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, phải nhờ con cháu mà ăn nhàn.
Xét tổng quan vận trình tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Nhìn chung từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, nhờ sự ôn hòa của bạn mà vận trình tình cảm gia đạo cũng trở nên bình yên hơn. Dù có căng thẳng nhưng khi bạn biết nhẫn nhịn thì sóng gió sẽ qua đi rất nhanh. May mắn là có tử vi các tinh hỗ trợ, nên tài lộc của bản mệnh từ nay đến 15 rằm vẫn có thể gia tăng. Thực ra phần lớn là do kết quả bạn nỗ lực suốt nửa năm qua chứ không phải là kết quả có chỉ nhờ một sớm một chiều. Khía cạnh sức khỏe của bản mệnh từ nay đến rằm cũng không có gì đáng lo ngại khi bạn đảm bảo được việc giữ tinh thần thư giãn. Không quá căng thẳng mệt mỏi thì tình trạng thể lực cũng được cải thiện rất nhiều. Sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Nhâm Dần có thể thấy rằng con giáp tuổi Nhâm Dần cảm thấy không chắc chắn với những gì mình đã làm, nhưng bạn lại biết lắng nghe và sẵn sàng học hỏi, nhất là khi chính quan soi đường chỉ lối, bạn chỉ cần làm theo cũng đã hỗ trợ rất nhiều cho quá trình phát triển sự nghiệp của mình. Tính cách yêu đời thoải mái của tuổi Nhâm Dần giúp bạn khắc phục được những áp lực trong đời sống, giúp bạn thả lỏng bản thân. Đôi khi không có mục tiêu gây áp lực cho chính mình, bạn lại cảm thấy cuộc sống vui vẻ, đi làm cũng thoải mái hơn trước rất nhiều. Từ nay đến rằm, tứ lục bay vào phương chính nam, bản mệnh có thể sẽ được cấp trên ưu ái và nâng đỡ hơn, khá nhiều những trọng trách được đặt lên vai bản mệnh. Khi được làm việc mình thích, bạn không còn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng nữa mà chỉ còn là niềm vui trong công việc. May mắn ghé thăm nên nhìn chung từ nay đến rằm bản mệnh không cần phải quá vất vả, mọi thứ cứ để từ từ đi vào khuôn khổ. Thậm chí bạn còn sắp xếp được thời gian để hỗ trợ những người xung quanh ngay khi họ cần. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng tài lộc của con giáp tuổi Nhâm Dần thời gian này giữ ở mức độ ổn định, và chỉ cần như vậy cũng là rất tốt đối với bản mệnh ngay lúc này rồi. Hơn nữa thì bạn luôn luôn giữ được sự tỉnh táo về khía cạnh tiền bạc, nên cũng không có gì đáng phải lo ngại. Trong thời gian này thì mọi thứ diễn ra khá chậm, nhưng bạn cảm thấy hài lòng với việc đó. Ngay cả khi dòng tiền tuy chậm nhưng đều cũng không làm bạn cảm thấy phiền lòng, chỉ thấy biết ơn rằng mình vẫn có thu nhập đều để đảm bảo cuộc sống. Từng có giai đoạn bạn khá liều lĩnh, nhưng chỉ đẩy bản thân vào chỗ rủi ro căng thẳng không cần thiết, cơ hội thành công lại không nhiều. Vậy nên thời gian này bản mệnh rút kinh nghiệm, tập trung vào giải pháp an toàn, nhận thấy những biến động tài chính ở ngoài kia, những ai thuyền to gặp sóng lớn, còn bạn ở đây vẫn bình yên, bạn đã nhận ra rằng mình may mắn tới nhường nào. Xét về phương diện tình duyên gia đạo của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Tử vi cho thấy do độ tuổi Nhâm Dần từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch, ngũ hành tương sinh từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này cho thấy đời sống tình cảm của con giáp tuổi Nhâm Dần có dấu hiệu khởi sắc, mùi du lan báo hiếu, bản mệnh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Nhờ thế mà mối quan hệ gia đình hài hòa, tình duyên vợ chồng thêm phần ấm áp và hạnh phúc. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần lúc này thể hiện mình là một người vợ hiền đảm đang, nên rất được chồng yêu thương trân trọng. Nhờ vậy mà đời sống vợ chồng của hai người rất đáng mơ ước, khiến mọi người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Trong gia đình và với bạn bè, bạn nên cư xử công bằng với các thành viên, nhất là với trẻ nhỏ. Ngoài ra thì bạn có thể kết giao rộng rãi, tìm được cho mình những người bạn mới, bản mệnh sẽ có được khoảng thời gian trôi qua hài hòa, vui vẻ. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch. Từ nay đến rằm, âm khí hoạt động mạnh, vì thế con giáp tuổi Nhâm Dần nên sắp xếp thời gian hợp lý để có thể đi ngủ sớm, thức càng muộn càng sinh ra nhiều bệnh tật. Nhìn chung thì từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, tuổi Nhâm Dần có khả năng giữ cho tinh thần của mình hài hòa, ổn định, nên tình hình sức khỏe khá tốt, không có gì đáng phải bận lòng. Tuy nhiên mặt khác, thời điểm từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch này, chạy bộ chậm là cách tập luyện tốt nhất để tăng cường chức năng hô hấp.
Tiếp theo sẽ là vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày 1 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 7 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tử vi những ngày này của tuổi Nhâm Dần chỉ ra rằng, khi con giáp tuổi này tập trung chăm chỉ, họ có thể đạt được những kết quả đáng mong đợi, vượt xa cả những kỳ vọng ban đầu của mọi người. Vì thế trong thời điểm này nên để cho đam mê, tham vọng của mình dẫn lối. Tam hội nhập mệnh nên con giáp tuổi Nhâm Dần được tự tin thể hiện cá tính của mình và không sợ bị người khác chỉ trích hay nói xấu. Thời gian này bản mệnh chỉ muốn tập trung cho công việc và không muốn lãng phí thời gian với những câu chuyện tầm phào không đầu không cuối. Nhờ thế mà bạn tránh được thị phi và kết quả công việc cũng được cải thiện đáng kể. Tử vi các tinh trợ lực nên sự nghiệp đang thăng tiến, tài lộc cũng dồi dào, hỗ trợ rất nhiều cho những ai đang làm chủ. Trong khi đó, người làm công ăn lương không có nhu cầu mua sắm, tiêu dùng quá nhiều nên đang dần tiết kiệm được kha khá tiền bạc. Chính ấn chỉ lối nên con giáp tuổi Nhâm Dần dễ dàng đi đúng hướng mà không tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc. Khi tiến hành những nhóm nhiệm vụ mới, bạn sẽ rất hứng thú bắt tay vào công việc thay vì đắm mình trong chuỗi cảm xúc bất tận khiến bản thân dễ lạc hướng như trước đây, thì nay bạn đã tỉnh táo hơn. Đây cũng là thời điểm bạn được truyền cảm hứng bởi những nhân vật sáng tạo và có tầm nhìn sâu sắc. Họ sẽ thúc đẩy đem đến cho tuổi Nhâm Dần một tầm nhìn rõ rệt về bức tranh toàn cảnh trong những ngày này. Không những thế, những vấn đề khó khăn nhất trong công việc cũng sẽ được bạn bè hoặc đồng nghiệp chung tay tháo gỡ. Bạn gần như chưa bao giờ thấy nhẹ lòng và mừng rỡ như thế. Sau dự án này thì bạn đừng quên cảm ơn mọi người và dành những lời có cánh cho họ nhé. Tài chính của người tuổi Nhâm Dần trong những ngày này mở ra nhiều cơ hội hay ho mà bản mệnh cần thời gian nghiên cứu tìm hiểu. Đó là cách để bạn có thể quyết định sáng suốt nhất với tiền bạc của mình, vì thế không nên vội vàng làm gì. Lục bạch bay về phương Đông Bắc, bản mệnh có cơ hội phát tài nhỏ, nhất là với những ai trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng hoặc kim loại. Nhiều người đã tiết kiệm đủ tiền để mua nhà đất trong thời gian này. Và bạn đang trong thời gian tìm hiểu và xuống tiền, hãy tập hợp thật nhiều thông tin để bạn có thể hiểu rõ tình hình khu vực mình cần mua nhé. Những ai đang có ý định ấp ủ khởi động công việc kinh doanh, một lĩnh vực mà bạn hiểu rõ và nhiều đam mê thì nên tiến hành ngay nhé. Nếu bạn theo đuổi những cái đích của mình với toàn bộ nỗ lực và quyết tâm, bạn sẽ biến những giấc mơ tưởng chừng xa vời nhất trở thành hiện thực. Bản mệnh hoàn toàn có khả năng trong lĩnh vực của mình. Nhưng đừng chỉ dừng lại vào việc tập trung cho bản thân, nếu có thể thì hãy hỗ trợ cho việc kinh doanh làm ăn của những người khác nữa nhé. Tử vi hàng ngày của tuổi Nhâm Dần cho thấy, thời điểm này do phạm cục diện tương xung thái tuế, nên người tuổi Nhâm Dần không thể nào chủ quan về vấn đề sức khỏe của mình như trước. Nếu cảm thấy mệt và thường xuyên cáu kỉnh, cảm xúc bất thường, thì cũng có thể đi khám bác sĩ tâm lý xem sao nhé. Ngoài ra thì bản mệnh có dấu hiệu thể lực giảm sút mạnh, suy nghĩ lo lắng nhiều khiến bạn hay cảm thấy bị căng thẳng, mệt mỏi, mất ăn mất ngủ. Dù các triệu chứng khó chịu đến từ việc áp lực tinh thần, nhưng bạn cũng chớ nên chủ quan để kéo dài sẽ rất nguy hại. Tháng cô hồn này bản mệnh đi đường hay làm gì cũng nên chú ý cần cẩn thận, tự bảo vệ bản thân khi có sự cố xảy ra. Tiếp theo là tử vi từ ngày 13 đến ngày 15 rằm tháng 7 âm lịch của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Tử vi trong những ngày này của tuổi Nhâm Dần có phần khởi sắc hơn so với trước đó. Công việc có quý nhân giúp đỡ, có các tinh tử vi soi đường chỉ lối. Dù gặp phải trở lực song cuối cùng vẫn được hóa giải, đạt được thành quả xứng đáng, tài vận tăng tiến, có thể triển khai đầu tư kinh doanh quy mô nhỏ nhưng ít rủi ro, tiền bạc dùng rỉnh. Tuy nhiên, nguyệt lệnh lâm đất suy báo hiệu chuyện tình cảm không như ý, bản mệnh nên chủ động tham gia các hoạt động tập thể, chăm chỉ ngoại giao, tiếp xúc với người khác giới thì đào hoa mới khởi sắc. Về công danh của con giáp tuổi Nhâm Dần, thời điểm này có nhiều tín hiệu tốt lành. Xem ra những công việc mà bạn thực hiện từ những ngày trước đó thì nay đã bắt đầu có những kết quả đáng kể. Không những thế, mỗi khi bản mệnh đối mặt với những khó khăn trở ngại gì, cũng có người gợi ý cho đường hướng cách thức thực hiện phù hợp. Bạn khá tinh ý trong việc nắm bắt ý kiến của người khác và tập trung thực hiện chúng, nhờ đó mà bạn đạt được thành quả xứng đáng. Theo phong thủy phi tinh, tứ lục bay về phương Đông Nam, chủ về người nhà thông minh, khéo léo, học hành có nhiều sự tiến bộ, sự nghiệp có nhiều bước thăng tiến đáng kể.
Dận trình tài lộc của con giáp tuổi Nhâm Dần lúc này đã khởi sắc, tài vận của bản mệnh có cơ hội tăng tiến trong thời gian ngắn, đã đến lúc năng lực của bạn thực sự được phát huy. Nếu như ai đang có kế hoạch khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay triển khai đầu tư đều khá phù hợp. Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện dự án thì nên bắt đầu bằng những thứ thật nhỏ rồi đợi chúng lớn dần lên. Bạn chẳng thể cán đáng nhiều nhiệm vụ cùng một lúc đâu. Những ai làm ăn nhỏ tuy không thu về khoản lợi lớn như những người khác, nhưng về cơ bản lúc này khá dùng rỉnh tiền. Đối với kế hoạch lâu dài thì không phải lo lắng gì nhiều. Với những đánh giá chủ quan của ai đó thì bạn có thể cân nhắc, đừng cố tình gạt phát đi hay hoàn toàn nghe theo. Hãy tìm hiểu kỹ để bạn có nhiều thông tin nhất có thể trước khi đánh giá vấn đề, nhất là những hạng mục đầu tư có lợi nhuận khá hứa hẹn. Sức khỏe của con giáp tuổi Nhâm Dần lúc này không có điều gì phải lo lắng nhiều, vì bạn cũng khá có ý thức trong việc giữ gìn cơ thể khỏe mạnh và cẩn thận trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, để có thêm động lực thì bạn nên đi cùng ai đó, vì đó là cơ hội để bạn có thể tập luyện nhiều hơn và tiếp xúc với người khác giới thì đào hoa mới khởi sắc. Thời điểm này thì bạn nên dành thời gian để thử thanh lọc cơ thể xem sao. Trải qua nhiều năm ăn uống, sinh sống, cơ thể chúng ta thường bị tích tụ nhiều độc tố từ thức ăn, nước uống, không khí. Do đó việc thanh lọc cơ thể là rất quan trọng. Thời điểm này bản mệnh không nên đi ra ngoài quá thường xuyên, kẻo dễ bị trúng gió rồi cảm sốt. Tuy bệnh nhẹ nhưng sẽ làm ảnh hưởng ít nhiều tới công việc của bạn. Quý khán giả thân mến, tiếp theo đây là cách giải xui chuẩn phong thủy cực dễ làm trước rằm tháng 7 âm lịch để đón may mắn và tài lộc. Dọn dẹp nhà cửa. Một không gian nhà ổn định và gọn gàng sẽ giúp năng lượng tích cực dễ dàng lưu thông, trong khi một ngôi nhà lộn xộn có thể tạo ra cảm giác rằng mọi thứ đang đi không đúng hướng. Để biến đổi tình hình này, hãy bắt đầu bằng việc làm sạch và sắp xếp những thứ xung quanh bạn, loại bỏ những đồ không còn giá trị hoặc không cần thiết. Tiếp theo hãy dành thời gian lau chùi nhà cửa, loại bỏ bụi bẩn và mạng nhện, xem xét việc tái cấu trúc, bố trí đồ đạc theo nguyên tắc phong thủy để tối ưu hóa luồng năng lượng, và cuối cùng một lớp sơn mới sẽ làm tươi mới và tái sinh không gian sống của bạn. Đem tỏi theo bên mình. Tỏi không chỉ là một gia vị phổ biến trong bữa ăn hàng ngày, mà còn được coi là một vật phẩm trừ tà. Nhiều người tin rằng mùi đặc trưng của tỏi có khả năng đẩy lùi năng lượng xấu. Trong nhiều bộ phim từ Trung Quốc đến Việt Nam, tỏi thường xuất hiện như một biện pháp chống lại ma quỷ. Trên thực tế, tỏi được cho là có khả năng loại bỏ tà khí, tránh xa vận xui, cân đối năng lượng âm dương và mang lại sự may mắn cho người sử dụng. Để tận dụng hiệu quả của tỏi trong việc trừ tà, bạn chỉ cần sử dụng phần lõi một lượng tỏi nhỏ đặt trong túi và mang theo bên mình, đã có thể giúp bạn bảo vệ mình khỏi năng lượng tiêu cực. Treo gương bát quái. Việc sử dụng gương bát quái trong việc trừ tà và xả xui đã trở thành phương pháp phong thủy được nhiều người áp dụng. Gương này được cho là có sức mạnh phản chiếu và đẩy lùi năng lượng tiêu cực cũng như các thế lực bất lợi. Tùy thuộc vào dạng của gương lồi lõm hay phẳng mà có cách treo đặc trưng. Không chỉ vậy, việc lựa chọn gương bát quái cũng cần phải tương thích với tuổi và hướng nhà của chủ nhân. Nên đặt gương này ở vị trí trên cửa chính hoặc cửa sổ đối diện với ngoại thất. Khi tiến hành treo, nên tiến hành lễ với thổ địa và đọc lời cầu nguyện. Đốt trầm. Trầm hương là biểu tượng truyền thống của Phật giáo và phong thủy. Khi cháy, trầm hương phát ra một hương thơm dễ chịu và tinh khiết, thể hiện sự hòa quyện giữa trời và đất. Còn được mô tả như là mùi vị của Niết Bàn. Khi bạn thắp trầm hương trong nhà, không gian sẽ trở nên thanh lọc, loại bỏ các năng lượng tiêu cực và giảm thiểu rủi ro, xui xẻo. Hơn nữa, hương trầm khiến tâm hồn con người trở nên thanh thoát và yên bình, như thể tìm thấy sự giác ngộ nội tâm. Sử dụng muối. Từ xưa có quan niệm rằng đầu năm mua muối, cuối năm mua dôi, qua cầu này mới được coi là biểu tượng của sự may mắn, sự bình yên và khả năng trừ tà, loại bỏ năng lượng tiêu cực. Rất nhiều người áp dụng việc sử dụng muối như một biện pháp xua xui. Điểm thuận tiện là hầu như mỗi gia đình đều có muối, nên việc áp dụng phương pháp này trở nên dễ dàng. Bạn có thể thử giải muối ở ngưỡng cửa hoặc phía trước sân để ngăn chặn năng lượng không tốt. Thậm chí sắc muối xung quanh khu vực giường ngủ hay cửa phòng cũng là một cách được nhiều người lựa chọn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết từ nay đến rằm tháng 7 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.